2. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình luận viên tàu lão chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo rất hay, rất hấp dẫn các bạn. Anh đi trước màn hình ống kính của Lâm là tem của Vĩnh Đầu Vàng đến từ Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang, với sự xuất hiện của Danh Đếm sinh năm 2000 cùng Cao Tiến tay trái và Cảnh Đen chuyền hay. Còn bên kia với sự xuất hiện của Hải Mén Libero Vĩnh Long, hợp tác cùng Sang và Tiến Sang của Chợ Mới An Giang cùng Salad chuyền hay, bốn chuyền nông dân chuyền hay các bạn. Đây là sân của Tiến tay trái, dòng dên Mỹ Hậu Đông. Không không, Hải Mén, một pha phòng thủ tốt của Vĩnh Đầu Vàng, phản công cho Danh Đếm. Pha phản công quá tốt của Danh Đếm. 1-0. Tiến Sang, một pha chắn bóng quá hay của Danh Đếm. 2-0. Hải Mén, một pha xử lý quá hay của Hải Mén. 1-2. Đây là dòng dân xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới An Giang. Nơi này trước đây Đại Lâm từng bán cà rem, bán đá bào, từng tấp vào các sân banh thời tuổi thơ của Đại Lâm là các bạn. Quá hay cho Salad, phản công cho Tiến Sang. Quá hay, hai đều. Hai đều. Một pha không hiểu ý giữa Danh Đếm và Vĩnh Đầu Vàng. 3-2 nghiêng về cho tem Chợ Mới. Tiến, một pha phòng thủ quá hay của Tiến. Pha bóng lỗi kỹ thuật các bạn ơi. Thật sự là ở miền Tây mình chơi rất sạch, rất đẹp nha các bạn. Lỗi kỹ thuật là thua liền các bạn, chứ không phải như Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn kèo dính chuột 502 là chuyện thời tình nha các bạn. Danh Đếm, Danh Đếm quá tốt các bạn ơi. Mấy cảnh tỷ số tại giờ là 4-3. Mày 4 đều. Trời ơi các bạn ơi, buôn 4 đều. 1 pha bóng giật dây của Vĩnh Đầu Vàng. 5-4. Hải Mén làm gì đây, trận đòi quá khó chịu giữa Danh Đếm và Cảnh Đen. Sao 4, phát bóng không vào lưới, 5-6. Một pha xử lý quá hay. Đợi xuống cơ tôi thử. 7-5. Vĩnh Đầu Vàng phát bóng quá khó chịu bằng Tiến Sang. Một pha chắn bóng tốt của Danh Đếm, một pha phản công của Danh Đếm. Danh Đếm xử lý quá hay. 8-5 đội sân. Lại là Vĩnh Đầu Vàng phá bóng quá khó chịu ngay góc chưa. 9-5. Quá ghê cho Vĩnh Đầu Vàng các bạn ơi. Lại là Vĩnh Đầu Vàng quá khó chịu. Các bạn thấy không, Vĩnh Đầu Vàng phát bóng cỡ đó tại sao Đại Lâm và Thiện Mùa chịu nổi các bạn ơi. Ối cầm và ối cầm.
đây. Hải Mén làm gì đây? Và đầy quy lực của Hải Mén. Sáu mời. Một pha công lưới quá khó chịu của Tiến Cao Tiến tay trái. 11-6. Các bạn theo lụm banh ra, theo lưng khổ cực khổ các bạn lụm banh ra nè, dòng sông. Cái gì vậy? Xin lỗi các bạn, còn cho banh khác các bạn ơi. Một pha xử lý quá hay của tem cho mấy. Rồi banh kia lên nóc nhà tiếp rồi các bạn ơi. Bảy mười một. Chói mặt trời quay thiếu ánh sáng các bạn. Một pha gì? Bên kia nãy quay thiếu ánh sáng. 81. Một pha quá hay của Tiến Sang. Mậu bên chưa sao. Salad thiếu rồi, quá mắt quá sáng. Ở đây là banh mà đầu mình dò gì thua nha các bạn, chỉ quánh tay và quánh tay thôi nha. 91. Đấy cơ hội 10-11 không? Chưa sao. Quá hay. 10-11. Trận đấu đang trở nên rất kịch tính rồi các bạn ơi. 10-11. Cơ hội 10 mà đều không. Quá đáng tiếc cho Tiến Sang. Quá đáng tiếc cho Tiến Sang các bạn ơi. 12-10. Một pha giò gà trống trắng. Tiến Sang đập bóng ra ngoài. 12-10. Quá đáng tiếc. Quá ghê. Bỉnh đầu vàng phát quá ghê. Hải Mén làm gì đây? Hải Mén xử lý bóng ra ngoài quá xa. 13-10. Cơ hội lại đến với bên Vĩnh Đầu Vàng, tem Hòa Lạc, Phú Tân. Quá ghê cho Hải Mén pha bóng gì rồi. 11-13. Quá đáng tiếc, cơ hội đã dột mất cho tem của Chợ Mới. 11-13. Một pha công lưới tốt của Tiến tay trái. 14-11. Vĩnh Đầu Vàng phát bóng ra ngoài. Thật sự Vĩnh Đầu Vàng phát bóng rất quy lực các bạn ơi. Quá khó chịu, bóng nhanh đi ghê quá. 12-14. Danh đếm làm gì đây? Danh đếm đánh bóng ra ngoài. 13-14. Cơ hội vẫn còn. Mười bốn đều không. Danh đếm làm gì đây? Quá hay. Danh đếm kết thúc chương trình đài truyền hình đây là hết. Quá hay. Xin chúc mừng tem Hòa Lạc của danh đếm Phú Tân. Xin chúc mừng. Danh đếm sinh năm 2000. Chưa có người yêu các bạn ơi. Anh ấy rất đẹp trai. Đang tìm cô gái nào có mình dây. Hỏi rồi các bạn ơi. Danh đếm thích mình dây. Danh đếm, con nói đàng hoàng coi mình dây thế nào đây.
ai xuống đó ngoài. Cái mặt nữa nó quay qua.